Công đoàn cơ sở công ty cổ phần TKG Tech Quang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, doanh nghiệp có gần 32.000 người lao động cho biết, công ty đã thông báo kế hoạch tổ chức chương trình xe về quê dịp Tết Nguyên đán 2024 cho công nhân lao động có quê xa. Theo đó, công ty sẽ hỗ trợ vé xe chiều về và chiều đi cho người lao động với số lượng không hạn chế, nhằm tạo điều kiện cho công nhân viên về quê đón Tết, sum họp gia đình bằng phương tiện an toàn, tránh tình trạng bị nhà xe nhồi nhét. Cụ thể, cán bộ công nhân viên của công ty sẽ được hỗ trợ 50% vé lượt về lại công ty. Cán bộ công nhân viên mua vé lượt đi sẽ được hỗ trợ 30%.